Đến sáng nay 17 tháng 5, ông Phan Lạc Kiên, 41 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, đã gửi đơn đến các cơ quan báo chí kêu cứu vì cho rằng lực lượng kiểm lâm huyện Esup, tỉnh Đắk Lắk đang giữ chiếc xe ô tô tải chở cây le của ông 9 ngày qua mà không đưa ra được lỗi vi phạm. Theo ông Kiên, chiều ngày 8 tháng 5, ông được bà Lô Thị Mùi ở xã Gia Lơi, huyện Esup, tỉnh Đắk Lắk thuê chở lô hàng le họ nhà cây tre từ huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông về Esup. Sau khi kiểm tra giấy tờ xuất xứ của lô hàng trên, ông Kiên đồng ý vận chuyển với giá 5 triệu đồng. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, xe ông Kiên dừng ở thôn 6, xã Gia Lơi chuẩn bị bỏ hàng xuống, bất ngờ bị một số cán bộ của hạt kiểm lâm huyện Esup đến yêu cầu kiểm tra. Mặc dù đã xuất trình đầy đủ các giấy tờ xe cũng như hóa đơn hàng hóa, nhưng lực lượng kiểm lâm vẫn yêu cầu ông Kiên đưa xe về Ủy ban Nhân dân xã Gia Lơi để xử lý. Hôm đó là xe tôi đã đang đậu chờ để bỏ hàng, thì có lực lượng kiểm lâm có 5 người rồi, hạt trưởng, hạt phó và 3 kiểm lâm viên, rồi đến kiểm tra giấy tờ xe của tôi xuất trình đầy đủ và hàng của chị Lô Thị Mùi cũng xuất trình giấy tờ đầy đủ mà không biết hiểu lý do gì. Mà giữ xe của tôi đến ngày hôm nay mà cũng không có một cái viên bản văn bản tạm giữ xe mà hàng hóa gì cả. Rồi hàng thì kiểm tra cũng không niêm phong, xe không niêm phong, hàng bỏ lên hay là bốc xuống của tôi, cái đó giờ ai là người chịu trách nhiệm. Rồi không vi phạm một lỗi nào cả thì bây giờ tôi đòi là phải bồi thường lại cho tôi. Cứ ngày 5 triệu thì cứ tính bao nhiêu ngày thì phải bồi thường tôi bấy nhiêu tiền. Ông Đinh Tất Thắng, hạt phó hạt kiểm lâm huyện Esup cho biết, việc bắt xe chở le trên là do giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo. Mặc dù hồ sơ số hàng đầy đủ, nhưng vì giám đốc chỉ đạo trực tiếp nên hạt kiểm lâm phải làm kỹ.